Dũng Lùng, ông đang đứng ở trước nhà ông có xe đó. Này tôi đang quay ở trên lầu 1, sau là trong nhà mở nhà có một cái Eden Sport ở trong này, à trong xóm, và căn nhà số 8 thì nhà nào cũng để xe với xe không. Toàn là xe cậu, đây là nhà thằng Tính Thiện đó, toàn là xe không. 18 lai đi. Còn cái tòa nhà 68 tầng là ở đây, mới mới nó xây 40 tầng. Chúng mình nhìn xung quanh thì chỉ thấy điện, điện. Dũng hơi là cái chu. Đây là nhà thị đối diện nè, nó xây xong rồi. Quả đẹp luôn, xây xong. Sơ thì đang chặt xe.